Hello, hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với Tổ đình Chùa Phủ Liễn, thành phố Thái Nguyên để tham dự Đại lễ Phật Đản. Vô lượng an lạc cát tường, xin trân trọng kính mời Phật tử Hữu Sơn. Tình thức tâm ai, thanh kia
một lòng hướng Phật người ơi, Bồ đề giác ngộ một đời bình an, nguyện lòng thanh khiết mây ngàn, tùy duyên nhẹ bước an nhàn thảnh thơi. Một sống cõi trầm luân con chìm trong ảo mộng đón Phật giáng trần.